Đi xuống đi nha, tập thể dục đi. Đi tập thể dục đi từ từ thôi nha. Đi, đây đấy. Đi. Trời ơi, cái gì đâu chưa? Nào, anh nhắn nhá. Đi xuống đi nha, tập thể dục đi. Đi tập thể dục đi từ từ thôi nha.
tự chụp chưa? Nào, đi nào. Đi khám nào. Ra chuyện nào. Nghe đây. Nghe đây. Nghe đây. Đi. Đi khám nào. Khám nha. Để mình đi khám. Nha. Đi xem ăn răng với anh sau. Ok. Hôm qua thì ra phân phó những cục cứng đơ này. Hai cho cô bé không? Hai cho bé. Không tiêm, không làm gì hết. À, cô tiêm nó. Cô tiêm à? Cô còn tiêm em đâu? Cô ôm, cô bé, cô yêu đi. Cô yêu đi đi chơi. À đi, đi ra chơi với bạn mèo kia không? Mèo kia. Cô giống ở nhà mình có bạn mèo mà. Đi ra chơi cùng không? Cô bé. Cô bé bị hổ, bị đẹp trai ấy. Có giống bạn nhiều nhà mình không? Cái bộ nhanh nhanh hết thế gì ấy. Với. Bà đây. Trời ơi. Với à. Nó nói cũng tí nữa nhỉ. Anh cho nó thấy nó hơi cánh. Em thấy bạn ấy bình thường mà. Bởi vì là em sợ là sẽ bị phụ thuộc cái vấn đề lục ấp. Nếu như mà mình không để cho bạn ấy thích nghi với môi trường của hiện tại, mà cứ hơn một chút mình cho lục ấp là bạn sẽ bị phụ thuộc. Đời này anh yếu. Nho thật ra thì trên chó mèo phải kiêng nho hoàn toàn ấy. Vì trên nho nó có chất nhược độc. Trên chó mèo không ăn được nho. Còn trên khỉ mà đi trước giờ đi vẫn ăn mà không vấn đề gì. Đi trước giờ nho nhiều. Đi ơi. Đi. Cô bé. Đi cô bé. Đi xem bạn nhà tiếp. Đi xem nhà tiếp. Kìa bạn ở kia kìa. Đi cô bé. Nhanh nhanh. Đi cô bé. Đi ra xem bạn mèo tiếp. Không không cho được nhé. Con mèo này trông như con báo không nhỉ? Bạn đấy rất lặng đi. Bạn này có dư không? Không, bạn ấy không dư ạ. Có dư không? Có. Đi, ở đây. Đi, ở đây. Đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình lại đi làm xét nghiệm. Xét nghiệm nhé. Xét nghiệm. Cái này No, không bị. Em chạy đấy. Rồi, lúc đó em chạy. Rồi. Chỉ số thì 18.9 đấy. Đây ấy. Giới có đỏ. Cái này là chỉ số của cái tiểu cầu. Cái này nó không ảnh hưởng quá nhiều. Thứ hai là cái hồng cầu. Hồng cầu cũng là cái nhiễm bình thường. Thứ ba là cái tiểu cầu này thì cái này nó phải lấy cái lượng máu mình lấy nó ít, tại vì lấy qua cái ven này nó sẽ lượng máu nó sẽ bị loạn. Đối với tình trạng của bi thì là nó không ảnh hưởng đến giá. Cái chỉ số máu này là nó ổn đúng không? Chỉ số này là nhờ nó sẽ cho đi chụp X quang xem là nhiều gì. Bao giờ đường thì bán nhá. Chụp ngựa hay không? Chụp nghiêng nhá. Cũng phân chưa đi.
bị cắt không? Em sợ, em nhớ là không trộn sữa. Mình lo quá, mình đau bụng này. Không trộn sữa và đẩy khẩu phần ăn nhiều chất xơ cho em nhé. Để theo dõi thêm, lúc về mà có vấn đề gì thì lại gọi cho bọn em. Thời gian hồi phục sẽ lâu. Nhưng mà kháng sinh vào nó cũng bị ấy. Đúng rồi, nên là thế là thôi, bây giờ chị bỏ. Xấy các cô thấy nó sửa tiêm. Không tiêm, cô bé, bé đi về. Xuống đây là không cho bé luôn. Đi về nhá. Ok không? Bye bye. Em gọi cho mẹ em. Anh về luôn đây. Hôm nay thấy khỏe mạnh hơn là cô của anh ạ. Sáng nay anh thấy. Thì em cũng thay mặt mọi người cảm ơn anh vì món quà nhá. Thật sự anh mua như này cũng ngại lắm. Thôi thì gì đâu. Vâng. Anh còn nhiều lần qua đây mà. Dạ vâng. Đi có vấn đề gì anh alo cho bên em nhé. Ok. Bắt tay đi cả. Bắt tay. Không. Vâng. Thì anh về nhé. Dạ vâng. Chào anh. Anh đi nhá. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn biết rồi, Bi bé được nói chung là hết bệnh rồi nhá.